Hello mọi người, lâu lắm rồi em mới view cho mọi người con Panasonic SZ5. Con SZ5 á mọi người, cũng là vỏ nhôm magie, chịu lực 100 kg, màn hình full HD, siêu nhẹ nha mọi người, có 8 lạng à. Còn một cái laptop nhìn thì dày dặn như vậy đó, nhưng mà nó nhẹ kinh khủng luôn á, cầm lên giật mình luôn, có 8 lạng thôi. Này thì fan của Pana thì hầu hết ai cũng biết. Dòng này là 12.1 inch Full HD nha mọi người. Nhỏ gọn, dân công trình người ta rất là thích cái dòng này. Màn hình nó siêu đẹp luôn. Bởi vậy không phải là nó không phải là tại sao mà có một cái hội người ta chỉ chuyên thích cái dòng Bana này. Cái gì cũng vậy, nó cũng có cái lý do của nó hết mọi người. Rồi cầm giật mình luôn mọi người, có 8 lạng thôi. Cái máy đầy đủ cấu hình, có laptop nha, i5 Gen 6, SS6 nha mọi người. Máy rất là nhanh và mượt, màn hình full HD. Đây nè, cấu hình nè, mà nó nhẹ có 8 lạng thôi mọi người. i5 6300U. RAM 8 GB nha mọi người. SS5 nhưng mà RAM 8 GB nè. Cái bản này RAM 8 GB, SSD là 256 GB nha mọi người. Màn hình được cái là con này màn hình không có đốm gì hết trơn, màn hình rất là đẹp. Màn hình siêu mịn luôn. Thực sự những ai mà đã cầm tới cái con máy này rồi sử dụng thì mới biết được nó đẹp như thế nào. Có nghĩa là nó đẹp về cái độ cái màn hình của nó đó mọi người. Và cầm lên nó nhẹ lắm, cầm nhẹ như giấy, cầm cái phần này tưởng tượng là nó không có gì trong này, giống như cái ruột rỗng vậy đó. Bởi vì nó sản xuất những cái chất liệu siêu nhẹ, nhôm magie rất là nhẹ, nhẹ như giấy á, thực sự phải tưởng tượng nó nhẹ như giấy luôn. Phím nè, cũng còn rất là ok ha. Máy hoạt động hoàn hảo. Cái dòng này pin nó tốt lắm mọi người. Pin thì dòng S5 này thì nói chung là mấy dòng này em đều bao cho mọi người pin trên 2 giờ hết trơn á. Mà dòng pin rất là ok nha mọi người. Pin lúc nào cũng hả 2 3 giờ 3 giờ đổ lên không á. À, con máy này còn ok quá luôn. Máy kèm sạc. Đặc biệt nè, đầy đủ ngõ kết nối nè mọi người nè, đầy đủ ngõ kết nối nha. Đó, nhưng mà hả em nói mọi người nè, riêng cái dòng Bana em cũng như lúc nào em cũng luôn nhắc lại một câu, nếu mà ai á, mà hay sử dụng HDMI thì không nên chọn Bana. Sử dụng sao? Sử dụng để đem cái máy laptop á, thứ nhất là sử dụng văn phòng ok, tiện lợi, nhân công trình rồi đó, theo sở thích. Rồi hả, độc lạ, nó mình có cái laptop nó độc lạ, nó không phải mướt mát như người ta nhìn cái laptop nó lồ lồ, nó hơi xấu xấu vậy, nhưng mà nó nhẹ hèo và mình ra mình có nhiều điều mình nói với người ta biết vậy thôi. Còn mà kêu mà cứ mua cái laptop này về gắn vô cái HDMI đó, thì nghĩ đi, thật sự luôn, tại vì á là nó rất là kén ngõ HDMI, em nói vậy luôn, để cho ý là mấy anh chị giáo viên em thấy hay hay thích mẫu này thì né mẫu này ra, né laptop dòng Panasonic ra. Nhà em rất là nhiều Bana, em nói vậy luôn không mọi người ha. Đó, để đỡ phải mua về rồi mắc công rồi gắn HDMI. Một số cái tivi nhà em là gắn xài ok, một số tivi hả cùi bắp nó cổ, nó không có xuất ra được 4K hay sao đó là không được, là rất là mất công. Cho nên là nếu mà kết nối HDMI thì không có chọn mẫu Bana, mình chỉ chọn nó là một cái laptop sử dụng công việc văn phòng bình thường. Đó, học hành online rồi dạy nó nhẹ, có thể bật 180 độ nha mọi người. Đó, em như con em học em cũng cho nó xài cái này, tại vì là nhẹ gọn mà không sợ bị bể nữa. Đó, vậy thôi ha mọi người ha. Em báo giá cho mọi người nè, một con SZ5 này ngoại hình nó thì như em, ngoại hình nó thì đây mọi người ha. Đây có cái dấu nó hơi mờ một chút xíu này, cái dấu sticker đã lột rồi nè. Cái ngoại hình nãy giờ nói không không có để ý tới ngoại hình. Đây ngoại hình đây mọi người, có trầy. Có trầy đây nè, có trầy nè, em quay rõ. Xấu nhất của nó là cái hướng này, còn nhìn hướng này là ôi thôi rồi, nó đẹp thì thôi luôn á mọi người. Nếu mà nhìn hướng này nè, đó là nó không có thấy được, tại vì cái hộp kim nhôm mà nhe rất là khó thấy. Mình nhìn nghiêng nè, nhìn nghiêng để thấy cái vết lông mèo của nó nè, em quay rất là rõ đó. Mấy tình trạng như thế này nè, ngoại hình mọi người tự đánh giá ha. Ngoại hình này thì cũng ổn, tại vì cái dòng Bana này rất là khó cái chuyện mà nó không trầy lắm, nó phải có trầy xước nhẹ 8 lạng. Máy hoạt động hoàn hảo, RAM 8SD 256, SS5. Con này á là báo giá cho mọi người á là 3 triệu 7 nha mọi người. Dán cái mã này vô. Ok, mã đây ha mọi người. Đó, ai chốt thì inbox em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Máy kèm sạc, pin trên 3 giờ, hoạt động hoàn hảo, màn hình đẹp, ngoại hình như thế này, 3 triệu 7. Ai chốt inbox em nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.